Châu đã vượt ngục, vì vậy hai người cần phải nhanh chóng quay trở lại nhà tù mà không một ai biết. Anh Da Đen vì để kéo dài thêm thời gian cho họ, liền bắt trói lấy mấy anh cai ngục, không ngừng đối chất với quản ngục. Thuộc hạ thì bôi thức ăn lên camera, rồi dùng khay đựng che hết cửa sổ lại. Quản ngục không nhìn thấy được bên trong tình hình như nào nên cũng không dám hành động hấp tấp. Lúc này thủ hạ lấy đi bút chì của cai ngục, rút lõi chì ra rồi bọc vào giấy ăn, sau đó cắm vào ổ điện, đốt cháy tờ giấy, cho vào thùng rác và để dưới máy báo động cháy. Quản ngục nghe thấy chuông báo cháy phòng ăn vang lên, lập tức hoảng sợ, chỉ có thể lập tức gọi cứu hỏa đến dập lửa. Lúc này Joe và Jimmy đến, nhanh chóng thay quần áo cứu hỏa. Nhân lúc xe cứu hỏa chạy ra, hai người liền lẻn lên xe, đợi xe cứu hỏa đến nhà tù, hai người nhanh chóng lặng lẽ nhảy xuống, lẻn vào phòng bệnh xá. Khi lính cứu hỏa mở cửa phòng ăn ra, đứng hình tại chỗ, nhưng cuối cùng cũng dập ngọn lửa nhỏ đó đi. Ai ngờ hôm sau, Joe xem tin tức, Clyde đã đem số tiền họ vất vả lắm mới lấy được trả lại toàn bộ. Đợi cảnh sát đến kho tiền điều tra, phát hiện được ống bị cho nổ với tỷ lệ chính xác. Theo đường ống, cảnh sát đến hiện trường, và nơi đây sớm đã được xử lý một cách sạch sẽ. Sau đó, dựa vào manh mối, cảnh sát đã khóa chặt được Jimmy và Joe. Nhưng ngày gây án cả hai đang ở bệnh xá, và một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo như vậy, họ đã làm như nào? Vì vậy, cảnh sát đã tìm đến quản ngục, nói rằng hôm đó cả hai đã vượt ngục tham gia vào vụ trộm. Quản ngục nghe vậy, lập tức bác bỏ, nói rằng hệ thống an ninh nhà tù của mình, ngay cả một con ruồi cũng không thể thoát ra được, rồi đuổi cảnh sát đi. Và đêm hôm đó, Fly đã đem chiếc xe chở đầy tiền, bỏ lại ở trạm xăng. Hôm sau, Joe xem được tin tức về vụ số tiền bị đánh cắp đã được trả lại, khiến anh tức giận vô cùng. Anh không biết tại sao Fly lại đem số tiền mà họ vất vả trộm được trả lại như vậy. Joe quyết định sau khi ra tù sẽ tìm Fly tính sổ. Sau khi cảnh sát biết được tình hình, liền tìm đến ông chủ kho tiền. Ai ngờ ông chủ lại nói, tiền đã quay về rồi, chuyện này dừng ở đây thôi, không muốn bàn đến nữa. Hóa ra ông chủ đường đua này đã nhận được tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm. Sau đó ông chủ hủy hết toàn bộ ghi chép thu nhập ngày hôm đó đi. Vì vậy không ai biết chính xác số tiền bị đánh cắp ngày hôm đó là bao nhiêu. Và ông chủ còn kiếm được thêm khoản bồi thường lớn. 4 tháng sau, Joe và Jimmy đều được thả sau khi thụ án. Joe đang nghĩ đến việc tìm Clyde để tính sổ, thì trước cửa nhà bỗng có một cái sẻng màu đỏ lớn. Joe cầm lấy cái sẻng, đến bên cạnh chiếc xích đu màu đỏ và đào. Quả nhiên đã đào được một túi tiền lớn. Hóa ra cánh cửa lúc mọi người vận chuyển tiền không mở được là do Clyde cố ý che đi máy cảm ứng để giữ chân đồng đội lại. Nhân lúc họ không chú ý, liền giấu đi một vài túi tiền, sau đó ném túi tiền vào thùng rác, đợi rác được chở đến bãi phế thải. Clyde dựa vào máy định vị đã chuẩn bị từ trước, tìm được đống tiền đó. Sau đó đợi anh Da Đen bạn của Joe ra tù, cũng nhận được một bọc tiền. Ngay cả cô quản lý gián tiếp giúp họ cũng nhận được một hộp tiền. Không lâu sau, Jimmy hỏi Clyde, vì an toàn anh làm như vậy có thể hiểu được. Tuy nhiên có tính toán tỉ mỉ đến vậy, thì làm thế nào có thể chắc chắn rằng cảnh sát đã bỏ cuộc điều tra rồi? Clyde nói, trước khi mình lên kế hoạch cho việc này, cố ý không trả tiền điện thoại nữa. Cảnh sát muốn theo dõi chuyển động của Jimmy, nên đã âm thầm thanh toán mọi chi phí. Cho đến một tuần trước, điện thoại cuối cùng cũng sập hẳn. Điều này cho thấy cảnh sát đã hoàn toàn từ bỏ cuộc điều tra. Jimmy nghe vậy phục vô cùng, không hổ danh là anh trai của mình. Cứ vậy, mấy người có thể thản nhiên tiêu số tiền này một cách minh bạch không sợ gì cả.